Chiến tranh là một phần của chính trị. Những thay đổi của chính trị thì những lĩnh vực khác hầu như đều bị tác động, nên bóng đá cũng khó lòng đứng ngoài quy luật này. Tuy nhiên hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn việc bóng đá liên quan đến chính trị dưới một góc độ tích cực hơn. Khi mà các nguyên thủ quốc gia, ngoài công việc chính sự, họ vẫn tỏ ra vô cùng quan tâm đến bóng đá, và không ít chính khách còn là fan cứng của một vài câu lạc bộ. Và hãy cùng cảm sâu tìm hiểu xem những nguyên thủ quốc gia hâm mộ câu lạc bộ nào. Donald Trump, Arsenal. Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ chắc chắn là một người không hề xa lạ gì với Việt Nam cũng như truyền thông thế giới xung quanh những câu chuyện thú vị của ông, từ những phát ngôn gây sốc cho đến những dự đoán trong The Simpsons cách đây nhiều năm. Donald Trump buộc khiến giới mộ đều phải nhắc đến tên mình trong suốt nhiệm kỳ 4 năm. Bên cạnh đó, cựu tổng thống Mỹ còn được biết đến là một pháo thủ chính hiệu. Trước khi lên nhậm chức tổng thống Mỹ, Donald Trump đã nhiều lần thể hiện tình yêu của mình dành cho Arsenal và luôn theo dõi sát sao tình hình câu lạc bộ. Tháng 3 năm 2016, sau khi chứng kiến thành tích bết bát của Arsenal, cựu tổng thống Mỹ đã nổi trận lôi đình, lên tiếng chỉ trích thẳng thừng với huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger. Tôi là một fan chính hiệu của Arsenal, một pháo thủ đích thực. Tôi luôn mong muốn đội bóng có thể làm bẻ mặt các câu lạc bộ khác. Nhưng Arsene Wenger đã làm tổn thương vô số tâm hồn trên thế giới này, trong đó có cả tôi. Ông ta xem câu lạc bộ như của riêng và làm bất cứ điều gì mà ông ta thích. Làm thế quái nào mà Manchester United có thể đánh bại chúng ta vậy? Ngay cả Swansea cũng có thể hạ gục chúng ta. Wenger như một gã hề, một kẻ giả tạo. Arsenal giờ đã trở thành một cái bao cát cho những đội khác mặc sức đậm đà. Bạn có thể tưởng tượng được không? Đến cả những đội như Man United hay Chelsea cũng có thể đánh bại Arsenal trên sân nhà, lẫn sân khách. Arsenal cần thay đổi toàn diện. Nếu câu lạc bộ này thiếu tiền, tôi sẵn sàng chi trả tiền lương cho huấn luyện viên mới trong suốt 50 năm. Miễn là Arsene Wenger cuốn gói khỏi đây trong yên lặng. Về cá tính mạnh mẽ cùng với vị thế tối cao, không khó hiểu khi Donald Trump có những phát biểu gây sốc và khó nghe như vậy. Nhưng suy cho cùng, đó cũng là vì tình cảm mà ông dành quá nhiều cho Arsenal. Ngoài ra, Baron Trump, quý tử nhà Donald Trump, cũng thừa hưởng tình yêu Arsenal từ cha mình. Khi những lần cậu mặc áo Arsenal chơi bóng trong khuôn viên của Nhà Trắng đã bị cánh paparazzi bắt gặp. Vladimir Putin, Zenit. Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất từ tháng 2 vừa qua chính là Putin, người đã trực tiếp đưa ra quyết định trong cuộc chiến tranh với Ukraine. Trước tình hình đó, nhiều cầu thủ lẫn liên đoàn bóng đá đã có những tác động tẩy chay các câu lạc bộ Nga, đặc biệt là Zenit St. Petersburg, vì một lý do đơn giản, tổng thống Putin chính là fan của câu lạc bộ này. Bên cạnh những công việc chính sự, tình yêu dành cho thể thao của tổng thống Nga là điều mà mọi người có thể cảm nhận được khi Putin tham gia thi đấu hockey cũng như quan tâm đến nhất cử nhất động của Zenit. Năm 2012, khi đội bóng có 8 lần vô địch Nga bị chỉ trích vì chi tiền tấn để mua hút gây mất cân bằng tài chính câu lạc bộ, đích thân tổng thống Putin đã lên tiếng nói đỡ cho câu lạc bộ này, cho rằng Zenit có phương án tài chính riêng, được hỗ trợ từ tập đoàn khí đốt Gazprom hùng mạnh, chứ không hề sử dụng tiền của nhà nước để trả lương cho hút, và khẳng định rằng những hợp đồng như vậy sẽ mang lại lợi ích thúc đẩy nền bóng đá Nga. Thương cho roi cho vọt, dù yêu cái Zenit nhưng Putin cũng đã có đôi lần chỉ trích câu lạc bộ này vì sử dụng quá nhiều cầu thủ ngoại quốc nhằm mất đi bản sắc của những cầu thủ Nga. Có thể thấy bóng đá là mối quan tâm lớn nhất của vị tổng thống Nga. Thế nên không biết rằng với động thái mới nhất của FIFA tuyên bố Nga sẽ tham gia World Cup 2022 hoặc không có kỳ World Cup nào của Putin sẽ có hiệu lực ra sao. Emmanuel Macron, Marseille. Có lẽ những người hâm mộ bóng đá thế giới không còn xa lạ gì với huyền thoại Emmanuel Petit, người từng khoác áo Arsenal, Barcelona và Chelsea. Tuy nhiên nước Pháp còn có một Emmanuel khác vô cùng nổi tiếng và cũng dành tình yêu nhiệt thành cho bóng đá, đó chính là tổng thống Emmanuel Macron. Ông là một fan cuồng của câu lạc bộ thành phố cảng Olympique Marseille, không ngại tuyên bố trước truyền thông về điều này cũng như thể hiện tình yêu của mình dành cho đội bóng trên mạng xã hội. Macron từng dự khán nhiều trận của Marseille tại Lyon, nhất là những trận đấu với PSG. Thậm chí tổng thống Pháp từng mạnh dạn dự đoán chiến thắng 2-1 dành cho Marseille khi đội bóng của ông đầu PSG vào tháng 2 năm 2017. Nhưng cũng như cảm Pele bao lần, Marseille đã thua thảm một năm. Thú vị hơn nữa, Emmanuel Macron trước khi bước vào con đường chính trị cũng từng là một cầu thủ bóng đá và được liên đoàn bóng đá Pháp cấp bằng chứng chỉ. Theo đó, ông đã chơi bóng ở vị trí hậu vệ cánh trái cho câu lạc bộ nghiệp dư Elena trong khoảng thời gian ở mùa giải 2006-2007, thời gian ông còn làm việc ở bộ tài chính Pháp. Thậm chí truyền thông Pháp còn đăng tải tấm thẻ hành nghề chuyên nghiệp của Emmanuel Macron. Kim Jong-un, Manchester United. Nếu như tại Nga, đấng tối cao là Vladimir Putin, thì tại Triều Tiên, người dân chỉ cần đứng ra đường là thấy hình của chủ tịch Kim Jong-un. Có thể trên các kênh thông tin, các bức tượng hay những tấm poster.
nổi tiếng là một người đặt mối quan tâm chính trị quân sự lên hàng đầu, có phần cứng nhắc trong những quyết định của mình. Nhưng Chủ tịch Kim không hề thô ráp, ông vẫn có những sở thích đam mê riêng, đặc biệt là tình yêu dành cho bóng đá. Kim Jong-un cùng Triều Tiên vẫn còn là nhiều bí ẩn đối với thế giới bên ngoài, nên những thông tin về niềm đam mê túc cầu của ông còn khá hạn chế. Tuy nhiên, với tiết lộ của những người thân cận, cụ thể là từ thượng nghị sĩ Antonio Rassi, Kim Jong-un là một fan rất rất cứng của Man United, thường xuyên theo dõi tình hình câu lạc bộ và hầu như không có lời trận đấu nào của Man United nếu như không bận việc chính trị. Chính tình yêu dành cho Man United đã thu hút Chủ tịch Kim mang những hình ảnh của Premier League đến với đất nước này, đồng thời cũng áp ủ mong ước đưa bóng đá nước nhà vươn tầm thế giới thông qua việc từng đưa các cầu thủ Triều Tiên sang Ý ăn tập, cũng như khuyến khích những cầu thủ gốc Triều Tiên ở nước ngoài hồi hương thi đấu. Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir, Liverpool. Sức mạnh của Liverpool trong nhiều năm trở lại đây luôn ổn định đến mức đáng sợ với cái game pressing rực lửa. Nhờ vào hệ thống chiến thuật của Jurgen Klopp, các cầu thủ cũng có động lực thi đấu mạnh mẽ hơn khi nhận được sự cổ vũ nhiệt thành từ những cầu thủ viên của mình. Trong số này phải kể đến một Liverpoolian đặc biệt, đó là một chính khách từ Iceland, thủ tướng Katrin Jakobsdottir. Tình yêu với Liverpool đến với tôi rất tự nhiên, bởi cả ba và mẹ tôi đều là những fan ruột của The Kop. Điều tuyệt vời hơn cả là tôi đã từng có dịp chứng kiến Liverpool vô địch Champions League 2018-2019. Bà Katrin chia sẻ với truyền thông vào năm 2019. Thêm vào đó, bên cạnh việc chia sẻ những hình ảnh của cổ động viên Liverpool lên mạng xã hội, nữ thủ tướng của Iceland cũng không ngại ngần quàng chiếc khăn cổ câu lạc bộ Liverpool trong một vài buổi họp nghị viện. Kể từ thay, phu quân của bà lại là một fan cứng của Man United, thế nên gia đình của vị chính khách này thường xuyên chiều cảnh máy ấm nước làm đôi mỗi khi trận derby nước Anh diễn ra. Thật khó diễn tả cảm xúc của hai vợ chồng cứ mỗi khi Liverpool hay Man United ghi bàn thắng vào lưới của nhau. Dù chỉ làm hai phe, song chúng tôi vẫn luôn dành sự tôn trọng cho đội bóng con cưng của mình. Thủ tướng Jakobsdottir cho biết. Bên cạnh đó, thủ tướng Iceland cũng không ngần ngại tiết lộ ý định sẽ mời thầy trò Jurgen Klopp tới tập huấn dài ngày tại Iceland vào một tương lai không xa. Ngoài năm vị chính khách kể trên, chúng ta vẫn còn một số thông tin chưa được xác thực hoặc còn hạn chế khác về tình yêu bóng đá của những nguyên thủ quốc gia. Khi tổng thống Liberia George Weah hâm mộ câu lạc bộ Juventus, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị đã dành tình yêu cho West Ham từ những năm 60. Dù các chính khách, các thành viên hoàng tộc có là người hâm mộ của bất kỳ câu lạc bộ nào, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chính tình yêu với bóng đá đã giúp cho họ mở lòng với nhau, với toàn thế giới, tạo nên sức mạnh đoàn kết chung giữa các dân tộc. Bóng đá là để hàn gắn, không phải để phân biệt, và cũng rất mong tình hình chiến sự căng thẳng tại Đông Âu cũng sẽ sớm kết thúc.